Cả nhà đây đang ở vườn của anh Chính ha. Hôm nay xuống đây thăm vườn, sẵn đó thì đây gửi cho anh Chính cái đồng trái với lại cái chằng đọt, thì cả nhà thấy cái bông rất là sáng đẹp luôn nè, rất là chuẩn ha. Đó, đây là cây ghi sáo đây cả nhà, cây sầu riêng đi sáo. Ông thầy Chính đây tiếng bông rất là đẹp ha, rất là chuẩn luôn đó. Sẵn đây thì cái này nên quét đi ha, để cả nhà nhìn thấy nè, bông nè rất là sáng không, sáng xanh đẹp, và nó bông nó thì tiễn nó lưa thưa à, rất là ok ha. Thì bông này tầm khoảng 10-15 ngày nữa nó sổ rồi đó. Cái bờ này thì nó lộng tới qua đây để cây mẫu thon rồi, à, mẫu thon bông nè. Đấy. Rất là chuẩn ha. Rồi, vàng lá ở ngoài thì cũng chuẩn luôn, vàng lá xanh dày đó. Chuẩn bị sổ nhị đậu trắng thì này sẽ đi cập nhật về những gì mình làm cho mình quay lên cho anh em cái nhà xem. Bông rất là đẹp ha. Qua cái khu bên đây là cái khu ri, còn khu này rồi mình đi là cái khu mẫu thông bông đẹp. Năm nay á là cái lượng bông vườn anh Chính đó đấy, nó rất là vừa đủ luôn đó, nó không dư quá dư mình cũng không quá thiếu, cho nên là nó nhẹ cái khu mà tỉa bông lắm đấy. Đây đang ở Sóc Trăng. Dạ, cái cầu này đó. Quay cho cái nhà xem cái bông nè. Cái nhà thấy cái bông giữa bông nó đẹp ghê không? Nó sáng, thực sự là cái bông rất là đẹp. Còn chùm bông nè. À. Bông chuẩn đẹp không cả nhà? Bông thì chính làm đó. Gì mấy cây tiễn rồi ha, ngoài này còn tiễn nữa hả? Ây da, sao đi cầu này xem tim quá. Ôi chù, cây tiễn rồi phải không? Đây thấy không, cành cấp 2 thì một cành chùm một à đó, cành chùm một à, chứ không có để 2-3 chùm. Cành cấp 2 nhỏ xíu mà để 2-3 chùm thì nó hút cây chịu không nổi. Đây, tiễn bông quá chuẩn rồi, cấp hồi nhỏ bông nhìn thấy giống sida, lớn lên đẹp không thầy? Như sida teo vậy kìa đó. Ừ, thổi lên kịp không thôi là mệt chứ đó, nay nó bự lên nó vừa ghê luôn á. À, tiễn bỏ lá, bỏ lá thì đầy đủ dinh dưỡng hết. Trang ba đó hả? Này là trang ba này lên đây ngồi nhộng nè. Đó. Bông lưa thưa mà nó đều cành hết trơn. Trời ơi, cho uống sữa gì mà nó mập dữ vậy, cũng mong nó mập rồi nè. Uống rượu uống sữa. Uống rượu nho. Cái này bơ quánh chặn đọt lên thì chỉ còn lại là tập trung dinh dưỡng về đậu trái thôi. Trời ơi, cái này chắc chạy lên sợ heo nữa không thầy? Đối với cái bông cái cuốn như nè, nó mập như thế này nè, mà sổ xong nó chạy trái lẹ lắm, là mình là chỉ xịt nấm thôi chứ không có bổ sung dinh dưỡng gì nữa hết á. Tại vì là cái người mẹ mà nè, nó khỏe rồi á là bú sữa mẹ là đủ rồi,
họ cần phải uống sữa hộp. Khi mà cái nào mà nó yếu dinh dưỡng, cây nó yếu, cái này nó ốm nó nhỏ nè, thì hãy bổ sung sữa hộp vô. Cơ chế nó y chang như con người vậy, không khác gì hết trơn á. Giờ bông nó khỏe nè, dàn cây nó khỏe nè, và nó sổ nhị, nó tập trung dinh dưỡng, toàn bộ dinh dưỡng luôn, năng lượng gì đó nó gom về đậu trái, thì lúc đó là mình nhẹ không xịt lắm. 70 ngày mình xịt một lần, chủ yếu là nắm với sâu thôi đó. Cũng được nhẹ một ít, một ít cái canxi bo thôi, tại vì giai đoạn sổ này nó càng nhiều vi lượng. Cái vi lượng đây thứ nhất là cái gì? Kẽm đó. Cái kẽm nó làm dai cuốn và nó phòng nấm luôn. Cái thứ hai là canxi ha, và một nguyên tố vi lượng khác không thể thiếu là bo. Ba đó là chủ yếu nha, chứ không cần nhiều amino đâu. Trời ơi, dở bông rồi. Cái gì? Rồ xịt 300 đó hả? Ôi trời, giấy heo đi nha, giấy heo năm nay bán xương nữa. Ôi đẹp. Nó chứ cái này nó gọi là nó dùng cái từ gọi là đầy đủ dinh dưỡng, khỏe. Ừ. Cái này lấy 300 kg đi. Lấy 300 kg cho em được. Nó vừa bụng. Cái chùm bông nhìn đẹp mê ly luôn. Cả người mà không có chó nó, trời trời, chùm bông nè, cha mẹ. Ghê thiệt. Cái hải nó bự cái nào rồi đó, lại thì chứ. Hả? Trời ơi trời, mẹ ơi. Bông quá đều đẹp, ghê thiệt. Bếp nhỏ nhỏ xinh xinh mà làm được gì vậy kìa. Cái này đậu trái tốc độ, chạy trái tốc độ luôn lắm hả. Như cái này cũng để làm gì nữa trời, để chơi phải không? Là lá nè. Trời ơi, nãy giờ em quên, em để ý tự nhiên cái bông nó bự, nó mập dữ vậy. Quay video rồi mới thấy đó. Quá trơn à. Cái gì? Vô. Trời ơi trời ơi, chùm bông. Rồi thôi, kết thúc video nha. Chờ đậu trái đi, cập nhật lại trái cả nhà xem. Dừng có một thầy.